Oh my, các bạn ơi, úi giời ơi, hôm nay thằng Funny nó làm cái vị tướng gì đấy? Nó không đánh nặc, không đánh ngu nữa à? Trời ơi, úi giời ơi, mừng quá mấy cha mấy mẹ ơi. Nó có hai con tướng nó làm nguyệt luôn, hôm nay nó đổi tướng rồi, chắc bà ô tô phòng 3 sẽ tới thôi. Hello, xin chào tất cả mọi người nha, chào anh chị em, cô dì, chú bác, thím đã đến với channel Channel Funny Guy mình TV của mình nha. Ở thì hôm nay thay đổi bầu không khí các bạn ơi, mình đổi tướng các bạn, hôm nay đánh vị tướng Tulen các bạn. Ý hình như là mình thấy cái thằng gấu các bạn ơi, ấy cái thằng rồi tụi bay xác định tụi bay bò mẹ tụi bay này, tụi bay cướp bùa của ai, cái bùa của đồng đội tao mà tụi bay làm cái gì vậy? Tất kè đã bị bao dây, tụi bay xác định tụi bay bò mẹ tụi bay hết nè, mày cướp bùa, mày cướp bùa giùm tao một cái luôn. Mày thích cướp bùa không? Cái chén cơm đâu nó tuôn gì mình à nè, cái thằng Arun này các bạn. Mày thích hậu báo cáo trồn không? Mày tưởng mày Nguyễn Thị mẹ, mày chạy vô đây mày chấp bốn. Mày thích làm mẹ không? Mày thích chơi cái kiểu giọng mẹ không? Rồi mày xác định mày bò mẹ mày luôn này, chứ mày giọng mẹ, mày giọng mẹ với tao này. Lên dĩa luôn các bạn ơi, rất là phê luôn. Ok, đó bây giờ cái thằng Nakroth đâu? Cái thằng Nakroth bên kia đâu? Tụi bay thích cái gì? Tụi bay ngon bước ở đây. Tao chạy luôn chứ chuyện gì đâu mà khó khăn. Rồi mình thấy bạn mặt con Nakroth này các bạn ơi. Rồi mày làm cái gì đấy? Mày ăn không? Mày thích không? Mày ăn đi. Trời ơi, định vô kia hết mà nó chừng chị luôn các bạn. Ok, mình sẽ đứng đây mình câu kéo thời gian luôn các bạn. Ấy không cho nó farm mà phá nó các bạn. Ấy phá tới bến luôn. Phá làng phá sớm không cho nó farm luôn để cho gừng của mình nó farm các bạn ơi. Mày thích gì? Mày thích không? Tao đập cái bò bà luôn chứ mày bắt nhau với tao. Mày thích không? Mày thích cái gì? Mày thích không? Tao chạy luôn hết chiều các bạn ơi. Trời ơi, phá như vậy đó các bạn, giảm đi cái sự farm của nó thì thằng gừng của các bạn á sẽ có thời gian farm hơn, và nói chung là cái lợi thế mang về cho đồng đội của bạn, cho team của bạn, và đặc biệt là thằng gừng nó sẽ rất là nhiều lợi thế hơn nha. Ok thì xong bãi quái này mình sẽ biến về các bạn ơi, hết máu rồi, hết mana rồi. Ok thì các bạn là có nhiều bạn đang thắc mắc đúng không, là các bạn đang thắc mắc là mình có biết chơi vị tướng Tulen này không? Chơi con Tulen thì có gì mà khó đâu, nâng mát cái gì, nâng mát nội tại chứ đúng không? Trời ơi biết mà, nâng mát cái nội tại nè. Ở chiêu 2 là hất tung nè, chiêu 1 là làm xì tun nè, chiêu 3 là biến về nó. Trời ơi nói tào lao xàm xí nách, xàm xí đú gì không à. Nói thì cái vị tướng Tulen này nó thật các bạn á, hồi mà khoảng 30 năm gì trước các bạn, mình đánh rất là hay luôn. Năm nay mới có 20 mấy tuổi thôi nó xàm xí nách xí đú thì cho nó vui các bạn ơi. Nó thật sự các bạn là mình đang test đang tập chơi cái con Tulen này thật sự luôn. Có bao giờ các bạn thấy mà mình làm clip về cái con Tulen này chưa? Chưa hề nha. Nhưng mà mình có đọc comment ở phần này nói sao các bạn. Ấy cái thằng Nakroth này nó đang chuẩn bị lâm le lên, nó ăn cái bùa xanh của nó này các bạn. Đấy các bạn đánh các bạn phải bắt bài được nó nha, mình tích được 3 điểm rồi nè. Mày xác định mày bò mày này, mày bay giùm tao một cái luôn, mày xác định luôn. Mày thích bay không? Nó cho bùa xanh đi mấy ông nội ơi, nó cho em bùa xanh đi anh. Trời ơi, cái thằng Burat này, cái bùa xanh nhà mày có kìa, mày cho tao xin bùa xanh đi. Thì là mình thấy có những bạn fan chân chính của mình à, những bạn hâm mộ là yêu cầu ở dưới cái clip á, comment á là yêu cầu mình làm những vị tướng đi mid đi. Ở thì mình cũng lắng nghe được các bạn, tại vì mình luôn luôn đọc comment của các bạn mà, để mình có thể biết được mình cần làm gì và phải không nên làm gì để mình phát cái kênh của mình được phát triển hơn bởi những cái lời đóng góp ý kiến của các bạn nha. Ở thì mình thấy cái thời điểm hiện tại này, ngay cái meta hiện tại này thì cái vị tướng Tulen này đi mid sẽ cực kỳ thích hợp luôn nha. Thì con Liliana với lại con Flash đó các bạn vào là nó cấm liên tục luôn, các bạn không có đánh được đâu, hiếm lắm, hiếm khi nào mà nó nhả hai con mid nó ra đó các bạn. Ở thì hiện tại bây giờ á thì theo mình đánh ở găng kim cương và cao thủ mình thấy á là bây giờ là con Flash là auto cấm này, nó chỉ còn sót lại được con Tulen với là con Liliana thôi. Vì thế cho nên là ngày hôm nay mình sẽ làm về vị tướng Tulen các bạn, còn vị tướng Liliana thì mình sẽ làm sau nha các bạn ơi. Đó thì theo mình biết á thì vị tướng Tulen này là vào trận đầu game á thì các bạn hãy nâng mát cái chiêu 2 trước cho mình nha. Thì nói sao đi các bạn, mình sẽ bắt này nè các bạn, mình tóc biến lắm, mình dùng chiêu 2, dùng chiêu 1 và dùng tiếp chiêu 2 tại anh tiêu và tư trong chiêu và đúng rồi một phát rồi xong con bé đèo nhỏ luôn các bạn ơi. Bò mè luôn, và sau đó là các bạn bé đèo nó dành cho vị tướng Tulen. Và vừa rồi là mình nói cái quái gì thế? Úi giời ơi, có ai có thể giải thích được là vừa rồi mình nói cái tiếng gì không? Cái tiếng Latin gì vậy? Úi giời ơi. Úi giời ơi, cái gì vậy? Ôi vô đây bắt cái thằng Nakroth này các bạn. Mày ngon mày bước vô đây, mày xác định cái cỡ nào mày không vô đây nè. Rồi xong rồi dùng chiêu 1 mà cứ tới chiêu 2 nhảy lên ấn tiêu xác định bò mày luôn đấy. Trời ơi, rất là đã luôn các bạn ơi. Mình đã test gần được 10 trận các bạn. Mình thấy con vị tướng Dimit này, con Tulen này nó sốc đam cực kỳ đã luôn nha. Và nói chung á, thậm chí mình đánh vị tướng Nakroth mình cũng không có dám áp sát vô cái vị tướng Tulen này nữa. Bởi vì sao? Cái chiêu 1 của nó tựa như cái in tiêu của cái con Van Helsing nha các bạn. như con vanh heo vậy đó, đứng sát quá các bạn ấn chương một quát thôi là một khúc máu luôn đó các bạn, đấy rất là mạnh luôn. Và đặc biệt mà nó tích được cái vòng tròn. Cái Tulen này dành cho những bạn mới nha, còn những bạn nào mà chơi lâu rồi mình không có gọi là mình không có đủ khả năng và tư cách chỉ các bạn đâu. Và thật sự luôn, nếu mà để gọi là chỉ cho các bạn chơi bị tưởng Tulen này chơi tốt á thì thực sự là mình không chỉ các bạn được nha. Đấy, tại vì sao mình mới tập chơi thôi cho nên là có thể là những cái mẹo của cái con Tulen này mình chưa hiểu và chưa rõ, chưa biết về nhiều lắm. Thế cho nên là mình chỉ nói là hôm nay mình chỉ có thể làm clip cho các bạn xem thôi. Đấy, chỉ còn mà để truyền đạt kỹ năng kia là cực kỳ tốt cho các bạn thì không thể nào được, tại vì mình đâu có đánh được tốt vị tướng Dimit đâu. Đấy, mình chỉ mới vừa tập test và mình chỉ làm để gọi là chiều lòng fan của mình thôi các bạn. Rồi xong rồi mày bò ma mày nữa. Rồi cái con này, cái vị tướng này nó tên là gì mình không nhớ luôn các bạn ơi. Mình nói thiệt với các bạn luôn á là mình không nhớ được cái tên của vị tướng luôn các bạn ơi. Nói đại nó là nhất lách đại sư đi ấy. Mày bò ma sao mày làm gì đấy, mày thích làm gì đây, mày làm gì tao, mày thích đâu, mày thích độc bò ma mày luôn này. Mày thích ốc sọt tao không? Tao cho mày đi quá tiện vậy luôn chứ làm tao yếu lắm hay cái gì, bậy mạng rồi nha mày. Chứ không phải là tao đang phích bậy mạng nha, mày đừng có giận mặt với tao. Trời ơi, nó canh nó me mình các bạn. Mày úp sọt giùm tao một cái luôn, tao cho mày lên dĩa luôn, lên bàn thờ mà ngắm ra khỏa thân luôn. Nói trời ơi, lên đây đép các bạn để không, rồi không đép được các bạn ơi, banh trụ rồi. Đó thì cái vị tướng Tulen này đó các bạn, cái chiêu 2 của nó làm sao ấy có dành cho những bạn mới nha. Các bạn nào mà đang tập chơi giống mình nè, các bạn đang thắc mắc là cái chiêu 2 làm sao để khi mà nhảy qua vị tướng hoặc là nhảy qua những con quái á thì nó sẽ tích được 2 điểm nội tại. Đó thì lúc đầu mình cũng chả biết các bạn, mình toàn là nhảy từ xa mình nhảy tới không à, mà tích được có 1 điểm à. Đó thì theo mình quan sát á, các bạn mà muốn tích được 2 điểm á từ cái chiêu 2 á thì các bạn nhảy cái kiểu giống như chơi nhảy dây các bạn ấy. Nói sao được các bạn, mình sẽ giết cái thằng Arun cho các bạn xem. Mình trời cái chiêu 1 câu rỉa máu nó mà bật cái tiêu lên xác địch bò mà nó luôn các bạn ơi. Cái hình tiêu của con Tulen này nó rất là xa luôn các bạn, mà mỗi khi mà các bạn giết đối phương nha, giết mục tiêu đó xong mà tướng nha chứ không dành cho quái nha, thì khi các bạn hạ gục tướng bằng cái hình tiêu của bạn á thì nó sẽ kích được nguyên cái nội tại cho các bạn luôn, là những cái vòng tròn xung quanh đó các bạn, mấy cái tia điện xung quanh này đó. Thế khi mà các bạn kết liễu được đối phương bằng cái hình tiêu á nha, dành cho những bạn mới nha, còn những bạn nào mà chơi thành thạo rồi thì thôi, mình không đủ tư cách để mà chỉ cho các bạn đâu, tại vì mình đang tập chơi mà. Thế thì mình theo mình biết, mình quan sát được cái gì thì mình nói thôi, còn biết là nó có đúng hay không nó cũng không biết luôn đó các bạn, thấy chưa. Thế khi mà nhảy từ xa tới mà chỉ chạm tới 1 điểm thôi, chạm tới người của nó thôi là chỉ tích được có 1 điểm thôi. Còn nếu mà các bạn muốn tích 2 điểm á thì cái kiểu giống như là chơi nhảy dây á các bạn, cái điểm mà các bạn đứng và các bạn đáp qua tới bên kia đó, các bạn đáp qua đầu nó luôn, cái đáp mà gọi là sao mà nó đứng như tránh giữa các bạn đó, các bạn nhảy qua một cái đấy, không cần phải là xiên người đó nha, các bạn đứng mép cũng được, nó đứng ngoài mép á, các bạn nhảy qua một cái xiên qua mọi là cái kiểu giống như chơi nhảy dây á đó, nhảy dây nào là các bạn sẽ tích 2 điểm nha. Còn nếu mà đứng từ xa chạm tới người của nó thôi là chỉ tích được 1 điểm nha, thì tao quan sát mình vậy nha các bạn. Nó còn như nào ấy cho chạy các bạn ơi, trời ơi ba làm gì căng thế. Úi giời ơi, mày tính không? Chơi luôn xuống khác luôn ra đập bò mày luôn, là mày chơi mày tính bay đây, bay vô đây. Tao sợ mày quá cơ. Tao ngang mày quá. Bố mày sợ mày quá cơ, mày tính không? Nè trời ơi, trời ơi các bạn quất luôn xuống khác luôn đập bò mày luôn ra, mày tính không? Mày tính cái gì? Mày chạy giùm tao một cái luôn nè, mày chạy đi, mày chạy nè. Mày chạy giùm tao. Ơi trời, cái anh nhất đánh đại sư đầu chọc tắc binh nằm bên đầu đến nơi anh làm gì đấy nơi anh. Đừng mà, trời ơi anh ơi, con quất mày luôn bò mày luôn chơi luôn xuống khác anh ơi, đừng anh đừng mà. Trời ơi. Rất là phê luôn các bạn ơi. Mình tưởng nó qua đó mình lên dĩa các bạn, rất là hên. Các bạn biết sao mình sống không? Tại vì cái shop thứ 3 của mình là cái món này mình cũng không biết tên luôn thật sự các bạn luôn á, mình chỉ biết là cái này là hút máu phép thôi các bạn ơi, chứ mình không biết là cái món shop thứ 3 này nó tên gì luôn á, thật sự các bạn luôn á. Nó có hút máu với lại mình dùng ngọc hút máu phép nữa, thế cho nên là trong cái lúc đó đó là mình đang có cái dòng nội tại của con Tulen này, cho nên là nó tỉa cái con âm binh đầu đinh đó các bạn ấy, đầu trong thất binh nhất là đại sư đó, là nó hút lại một cái lượng máu cũng kha khá, cho nên là cái pha đó mình vẫn còn sống các bạn. Đấy, các bạn có thể tua lại và các bạn đẩy nha. À quên giải thích cho các bạn nữa, thì các bạn thấy đầu game á là cái build đồ của mình là để đôi giày kiên cường. Đấy, nhưng tại sao là mình lại đổi lại mình lại lên đôi giày hộ vệ? Đó thì không phải là các bạn lên cái build đồ nào thì là bắt buộc vào trận là các bạn phải sử dụng cái build đồ đó khi các bạn đặt ở ngoài luôn, không có nha các bạn. Cái đặt ở ngoài đó là một chuyện thôi, nhưng mà vào trận các bạn xem xét một cái tình hình của cái trận đấu, những vị tướng gì mà các bạn phải lên đồ nữa nha, chứ không phải là ở ngoài chỉnh đồ như thế nào là vô trong để y nguyên vậy, không phải nha các bạn. Chẳng hạn cái tem này nè, mình thấy tụi nó sốc sát thương vật lý nhiều quá đi, thế cho nên là mình thấy mà lên đôi giày hiệu ứng á, đôi giày kiên cường kháng hiệu ứng á thì nó cũng không có ích lợi vậy các bạn. Ấy thì là mình đóng cho mình thẳng luôn là đôi giày hộ vệ để mình chống cái lượng sốc đam từ bể con Joker này, con gấu này, và đặc biệt là thằng Nakroth nó dồn sát thương dễ chết lắm. Khi mà mình lên đôi giày này thì mình sẽ đỡ sợ nó hơn các bạn. Nói thì các bạn biết rồi, lên đôi giày hộ vệ này nó cộng một cái lượng giáp và giảm sát thương vật lý rất là nhiều. Đó vì thế cho nên là các bạn thấy là đầu game đó, các bạn có thể tua lại giai đoạn đầu game mà trước khi mình nói đi dài các bạn xem lại giúp mình nha. Đó là mình bán luôn, ủa không phải bán là mình đổi các bạn. Ý nói sao các bạn nè, rồi xong rồi mày bò mày đâu, mày chạy mình đâu cái lúc mày chạy đi đâu xuống chắc bên lên vậy bụng bự rồi em ơi, chạy đi đâu nữa em ơi. Lên dĩa rồi em ơi. Cái kiểu này là chống cự là bụng bự nha em ơi. Rồi gấu chó ơi, anh gấu chó anh làm gì đây, anh gấu chó anh làm gì đây, anh xác định đánh bột rồi, nó đầu hàng luôn rồi các bạn ơi, nó buông xuôi luôn rồi. Úi giời ơi. Đó thì là thằng bạn của mình nó có chỉ là ở đầu game á, thì khi mà lên được cái gọi là cái gì mà cái viên ngọc mà ngọc đại pháp sư đó các bạn, cái gì mà mới vừa được cái viên màu vàng vàng á, thì các bạn lên cái viên đó xong thì các bạn hãy từ từ hãy ghép lên cái món thành công, thì các bạn hãy ghép cho mình lên nó dài trước để các bạn có thể gọi là có tốc độ di chuyển nè, để các bạn có thể di chuyển, các bạn đi găng nó sẽ ok hơn nha. Khi mà các bạn lên nó dài thành công ở số thứ hai rồi thì các bạn hãy quay lại trở lại cái món ban đầu, cái shot đầu tiên của các bạn á, các bạn ghép nó lên thành công nha. Có lẽ là cái cờ nhíp của mình nó đã kết thúc rồi các bạn ơi. Cảm ơn các bạn rất là nhiều nha vì nãy giờ đã xem cái cờ nhíp của mình, cảm ơn rất là nhiều nha. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại. Chúc các bạn đeo găng hiệu quả với vị tưởng Tulen này nha. Cảm ơn rất là nhiều, bye bye. Chào xin tất cả mọi người nha. Xin chào tất cả mọi người nha. Đó thì hôm nay 8 tiếp nha các bạn ơi. Đó thì xin phép các bạn là mình xin thông báo về một việc như thế này. Đó là hiện nay là mình BI cho thằng bạn của mình các bạn ơi. Đó là tên là Tí Đô. Đó thì là cũng top 1 mấy mùa đó các bạn, đánh rất là hay với vai trò vị trí là người đi rừng các bạn ấy, có rất là nhiều mẹo hay luôn. Đó thì các bạn hãy ghé và các bạn xem thử nha. Đó thì là mình đã đăng ký kênh rồi nè, thì mình mong các bạn hãy ghé xem thử, và nếu các bạn thấy hay á thì các bạn hãy đừng quên để lại một đăng ký kênh để ủng hộ cho thằng bạn của mình nha. Nó tên là Tí Đô các bạn, nó đánh rất là hay luôn với vai trò đi rừng. Thì top 1 thì các bạn nghĩ là kỹ năng của người ta như thế nào rồi. Đó thì là sẽ có rất là nhiều mẹo ở thời gian sắp tới, là các bạn Tí Đô này sẽ chỉ cho các bạn ở trên livestream. Đó thì các bạn hãy đăng ký kênh ủng hộ nha, và các bạn hãy học hỏi theo để các bạn có thể leo găng một cách hiệu quả nha. Đó thì hôm nay là 8 như vậy thôi các bạn, cái 8 như chuyện xíu vậy thôi. Đó thì cảm ơn các bạn rất là nhiều, và mình mong các bạn hãy ghé qua xem thử và các bạn đăng ký kênh ủng hộ các bạn Tí Đô này giúp mình nha. Cảm ơn rất là nhiều luôn. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại. Và thời gian sắp tới mình sẽ cố gắng tập những vị tướng đi lên để mình có thể làm đa dạng các vị tướng để mình chiều fan của mình nha. Đó thì hôm nay mình đã chiều các bạn rồi đó, mình làm vị tướng Tulen, cái điều mà chưa bây giờ các bạn thấy luôn. Thì cảm ơn các bạn rất là nhiều vì thời gian vừa qua các bạn đã ủng hộ và quan tâm đến channel của mình nha. Và các bạn ơi, nếu các bạn xem cờ nhíp của mình á, cái cờ nhíp của mình mà các bạn thấy có quảng cáo á thì các bạn hãy click vào cái quảng cáo cho mình nha, click vô thôi rồi các bạn văng ra, các bạn vô lại các bạn coi clip của mình nha. Thì như vậy là các bạn đã donate cho mình một số tiền cực kỳ lớn rồi đó nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại.